Bây giờ u tai nít ta rồi giờ sụm lưng luôn. Rồi bây giờ nha. Bây giờ em mỗi người tính qua hai bên để cho người đẹp này đi cái dáng đi dán đứng cánh trang đi. Rồi cô đi đi. Đó, đó đi luôn không vậy ha. Đấy. À. Trời ơi dáng này vậy là anh dặn là dám tới. À, rồi bước bé đi. Không có đăng đăng đi ra là bị chống. Rồi ngồi đây. Em từ đâu tới? Em ở Tân Phú gần. À, gần đây hả? Tân Phú ở phía này chứ đâu phía này? Chợ Tân Hưng, cái chợ. Vậy là phía này. Dạ. Đau quá thì chỉ đúng một đại cương. Cái này qua đây là ở đây là cái đường này là đường chợ Tân Bình đúng không? Ok. Tức là em bị cái lưng này từ lâu rồi. Không có, em mới bị bữa ngủ thức dậy cái xong cái dương da kêu cái cục cái đúng con. À. Nó đau luôn. Bị bao lâu rồi? Bị được bữa thứ 6 lên này. À, được bữa thứ 6 lên này. Ba. Ờ, bữa này, bữa này. Rồi có đi đâu chữa không? Đi vô bệnh viện chụp hình cái nó bị đau thịt cấp vậy rồi. À. Cho thuốc uống kêu vậy. À, nghỉ ngơi, mà nghĩ tới giờ chưa thấy gì, nó cứ lung cung như bà chủ. Vậy nè, làm nghề gì? Dạ, em bán bất động sản, kiếm đất cho công ty. À, bán đất công ty à, chứ không phải bán đất cho mình. À, bởi vì thường thường là bán mạng lời nhiều quá, nó làm đau lưng. À, ok, rồi cái lỗ tai bị sao? Bị, hình như là lũng mạnh. Được rồi, đúng mà nghĩ. Ở đây chút xíu mọi người nào kiếm giùm cho tôi cái vỏ lụa của trứng gà gì đó. Tôi đắp vô cho luôn này. Đúng mà nghĩ sao chữa được bà. Nhưng mà giờ trước mắt á là mình phải giải quyết coi nó ra làm sao, đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà ta cần thiết á là cái chuyện làm sao phải đi đứng cho bình thường. Chứ ai lại như vậy? Mà tôi nói với mọi người cái mà buồn cho cái ngành y khoa bây giờ, bác sĩ mà vô gặp mấy người này xong, thứ nhất là cho chụp phim, hồi xưa là chụp X-quang, sau này cho chụp MRI, nghe nó qua nhiều vậy tí, ha, cho mà cũng tốn tiền tí, nhưng thực ra chụp X-quang đủ rồi, ha, thì sau đó điều đầu tiên là làm gì, cho thuốc, uống vài bữa như là tới đau tử là bắt đầu chích thuốc, chích thuốc xong đã rồi bắt đầu mới mổ đúng không, từng bước. Bây giờ mọi người có thích cho cô này đi lại bình thường không? Mà cô này ok ha? Được ha? Đi bình thường này ha, chứ đừng lung tung này nha. Ở đây là sau khi em làm bớt xong rồi đó thì em chịu chùm đá cho tôi để cho nó khỏi hẳn. Ok, rồi đứng dậy đi. Chịu khó đứng dậy đi. Đó, lung tung đó. Bây giờ khi mà mình chữa cho mấy người mà làm bất động sản thì khi mỗi lần mình lắc lên mình á bất động sản nó như mình đập vôi á. Biểu lên đây làm chi? Cái này nó nghĩ là rút lót riêng phải không? Nó rút lót cho riêng tiền gì? Tôi phải hỏi cho chị á, vì đây có nhiều người á là rút lót á. Mà ở đây không có chuyện chữa bệnh cho nên không có rút lót. Nói trước để mọi người biết, để thấy rồi cái là ra ngoài cái nói đưa cho anh kia 1.000 đô. Anh thấy à? Tao. Không đã đã. Đã em. Rồi bây giờ nghe lưng sao rồi? Nghe đau chân lưng rồi thấy. Đó em đi thử cái. Bỏ tay rồi. Bỏ tay rồi. Bỏ tay được rồi. Dạ. Cái gì vậy?
thực ra là không có bệnh gì hết á, rồi nhõng nhẽo, thấy không? Đố, thấy không? Rồi là khi vũ vũ tay tự nhiên không sao, không khỏe cho nên đó, nè. Rồi lên nằm đi cô nương. Rồi dỡ cái lưng lên. Đấy. Chịu khó. Đau là cái chân đau lâu chưa? Chân đau bữa đó tới nay. Bữa đó rồi được rồi. Kệ nó. Trong này ngồi lên. Ở đây là em ấy là may mắn lắm. Đây là anh là dư kiểu Úc đẹp nhưng ok. Bà ơi cháu yêu bà lắm đấy đó, cuộc đời nó vậy đó. Rồi lấy quay sát ra quay đây. Cái chân còn đau chân đau, tính thế chân đau. Không chắc đừng tới giờ mình đụng lên đâu. Ok. Qua đây. Cho vô. Ổn vậy đó. Rồi nắm chặt lại. Rồi. Khóc luôn nha. Quay lưng lại đi, cái đầu quay vô kia. Bây giờ nhẹ lắm rồi nha quý vị. Thấy không? Ngữ động ngon lành nha. Thấy chưa? Rồi. Cái chân này đau nhiều đúng không? Được rồi. Chân đau nhiều mình đừng có đụng tới. Mình sử dụng cái chân không đau thôi. Mọi người thấy không? Mình làm cái chân đau mà đâu có ăn thua gì cũng đau đúng không? Rồi xong rồi. Hết thở rồi. Không nghe nói năng gì hết. Bây giờ giơ chân lên coi sao. Ủa chân gì vậy? Nó đào về cái chỗ này không? Đừng bình tĩnh. Nó đào ngay chỗ này đúng không? Rồi quay cái mặt qua đây. Thử coi. Đó, đúng rồi. Rồi quay nghiêng qua đây cái lưng đó không, lưng qua đây rồi nghiêng qua kia đó. Đó còn bị cái chân này ha. Khóc vừa cười ha. Ai cũng biết tao mà cứ cười không thấy khóc. Đừng nói mấy hồi xưa mình nói khóc gì đó. Khóc vừa cười em lười cục á. Hay nha, còn nhớ nha. Có đâu nhưng mà sao này ta sửa rồi. Tại sao? Vừa khóc vừa cười em lười cục. Thôi toilet. Rồi, chị mời chị đứng dậy đi, bắt đầu đứng lại đi coi. Rồi đi bước xuống dưới đất giường. Rất là bình tĩnh. Rồi cái chân nó còn hơi nhói chút xíu không sao. Em cứ đi bình thường. Xong nó cứ thốn hai cái chỗ này. Cứ đi từ từ. Thốn là thốn nó thấy gì? Thốn đây nó chạy dài xuống. Đúng rồi. Nói chung là được dai là đòi lưng nè, được lưng là đầu to, được chân là đấy. Rồi. Nó còn hơi một chút xíu à chỗ đó. Bị là ngay cái lạch
chứ không dây chậm hay gì, không biết gì là nó đầy mà nó kéo dài xuống tới đây luôn không? À đúng rồi, dây chằng nó rồi năm tiếp, năm tiếp, nằm nghiêng. À, cái chân đau nằm ở dưới. Rồi, coi chân lại. Em ngồi đây nha. Em ngồi lên đây, một chân em đặt qua đây, một chân em đặt đây. Đó, đúng rồi, này đặt, em đặt sát chung mông lên này. Rồi, cái chân này phải đặt lên đây, phải không? Lên đây, đặt lên đây, sát lên. À, rồi em nắm ra, à, rồi kéo thật là căng ra, thật căng ra, rồi dân cái thực lực. Đúng rồi, được rồi. Một cái em rồi sao ba nghe vậy nghe sao còn nã lắm nó còn đau, đau là đau chủ yếu cái mông bên đây phải không? Dạ. Đúng rồi, rồi có chân rồi tự nhiên. Đó, ngay cái điểm đó. Cái điểm đó là cái điểm của cái hình kết quả đó. Tức là cái cuộc sống vẫn chưa xong. Tiếp tục ra đây. Cái cuộc sống vẫn còn bị. Rồi nằm xuống đi. Rồi nằm thẳng xuống. Đấy, đấy, tiếp thẳng xuống tiếp. Tiếp tục. Đâu biết bị hành hạ dữ vậy phải không? Cố gắng. Thôi, bóp. Hai lần em. Sau cái này á thì bây giờ mình điều chỉnh cái cuộc sống lưng nó lại rồi thì nó còn hơi chút xíu chấn thương đó thì mọi người là chỉ cần lấy cục đá lạnh á thì chườm đúng ngay cái cuộc sống lưng thì chút xíu cái chân này nó sẽ không còn khó chịu nữa. Ok rồi bây giờ thấy sao đây, ngồi dậy đi, ngồi dậy, nó vẫn còn khó chịu cái chân đúng không? Đó. Đứng thẳng đi, đâu có sao đâu, đâu có sao đâu, đã ổn nhiều rồi, đã ổn nhiều rồi. Ừ, em cứ đi tới đi, tự nhiên đi, em đừng có gắn gượng gì đó, cứ đi tự nhiên đó. Tại vì cái nếp mình còn á, thành ra là mình cứ cảm giác là mình còn vậy. Nhưng mà tôi đã đưa cái khớp vô rửa lại rồi, vì không còn bị trật nữa. Nhưng mà cái cảm giác mình cứ còn ở đó, thì cái này không có sao đâu. Chút xíu là sẽ bỏ cái cục đá lạnh ở ngay cái chỗ cột sống lưng như này. Thì chút xíu mọi người thấy cục đá lạnh để đi vô xong thì này sẽ đi lại bình thường. Ok. Rồi xin cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.